Xin chào anh em nha. Đây hiện tại bây giờ tôi đang chuẩn bị sẵn resell này là vua sát trùng để chuẩn bị điều trị 500 heo thịt 15kg bị dương tính với dịch tả châu Phi nha. Thì các bạn xem ở đây là resell này, đây gọi là siêu thuốc bổ, một trong các sản phẩm đẳng cấp cao. Đây là Sep Queen A cộng cộng dành cho chống kế phát dây xanh, và cuối cùng là vua sát trùng 5 lít. Chúng ta chuẩn bị cho cái ca khó đỡ này nhá. Đây là một trong những ca thử nghiệm đầu tiên về dịch tả châu Phi. Tôi đã đóng hàng xong rồi và chỉ đợi shipper đến để chuẩn bị nhận hàng thôi. Ok, xin chào các bạn.